Đêm nay thăng long trăng sáng quá, tình thương lan ra như biển cả. Ngày mai ta sẽ trở về quê Đà Giang. Đêm nay quê xưa trăng sáng quá, người hùng đi đã từ bao lâu, sao trông chưa thấy trở về đây đoàn viên. Kiều Phương ơi, anh sẽ về quê cũ, mang gấm hoa tô điểm mong đoàn viên. Mà trong phút chia tay, thầy vẫn nhỏ và trao tay bút tự hẹn tình. Đây những lời bút tứ của thầy. Loạn đao kiếm phải dẹp bằng đao kiếm, dựng võ công trên sắt giặc hung nô. Con hãy đi, khi trở lại sông Đà, thầy sẽ tác hợp Dương con cùng Kiều Phương ái nữ. Em Kiều Phương, anh về đây. Anh Hải Bằng, em mừng anh vừa chiến thắng trở về. Vậy anh Hải Khanh vào thu xếp hành trang để em bài tiệc rượu. Tiệc mừng anh cũng là tiệc chia tay. Kiều Phương, Hải Khanh vừa nói gì đến tiệc chia tay? Em cùng Hải Khanh sắp sửa đi Thăng Long lo nghiêng bút. Đi Thăng Long? Em phải theo Hải Khanh vì em là vợ tương lai. Vợ? Kiều Phương sẽ là vợ của em ta. Kìa, sao Hải huynh xúc động? Kiều Phương, sư phụ đâu cho anh được dân an? Hải huynh ơi, hơn nửa năm nay qua một cơn trọng bình, phụ thân tôi đã trút linh hồn vào một túi sang đông. Sao nhiều lần nhắc đến Hải huynh rồi, trong cơn hấp hối người nghẹn ngào nắm lấy tay em, muốn nói lời trối trần. Nhưng bỗng nhiên phụ thân em nức nghẹn, trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt cõi dương trần. Trời ơi, khi trở về với ao gâm vĩnh quyền để bái tạ ân sư, có ngờ đâu sư phụ đã xuống mồ chốn hy vọng ngày về. Thôi em xin mời Hải huynh vào tiệc rượu để chúc mừng hai em. Đây chung rượu chia ly, em xin mời Hải huynh uống cạn. Rượu tao phùng chưa uống, đã nâng chén biệt ly. Em sắp sửa ra đi, em sắp lìa trường cũ, anh thương em tình nồng như men rượu. Em thương anh hãy uống nửa chung đầy, nửa chung rượu đầy, còn một nửa em mời anh uống cạn. Chén rượu xớt chia tình thủ thúc, có ra đi đừng quên phúc chia tay. Xin giả biệt Hải huynh, anh ơi nghe chăng Thank you.
công nhạc khoan. Tiếng trong canh tàn xoa tàn màn tôi gieo anh sáng từ. Ra đi đừng để lệ rơi, trăng nước sông đà đêm tiễn biệt một người ở lại hai người. Buồn sâu hơn đáy trường giang ấy, cổ hồng nghẹn ngào lệ ước mi. Đêm chia ly ra đi là xa mái trường, là xa mái trường. Lời buồn như trong tàn canh. Thôi đi đi đừng lưu luyến gì, đi đi đừng lưu luyến gì với gốc đa và với nhịp cầu áo. Thôi đi đi mà xây hạnh phúc, mà xây hạnh phúc. Đi đi nước đã xuôi dòng thuyền đã căng bươm chờ đi Thăng Long. Thăng Long xa, Thăng Long huy hoàng, Thăng Long tráng lệ, Thăng Long bừng sáng. Thăng Long chờ trái quê hương. Em ra đi quyết dâng tuổi trai cho đời, trao tâm tình cho người em yêu em mến. Em ra đi trái tim quyết không đổi dời, dù mưa gió em không nài bề nghiêng bút em học đòi. Anh hãy yên lòng chờ vui hoang bôi. Anh hãy yên lòng chờ em ra đi. Anh hãy yên lòng ngày mai vui tươi. Kiều Phương, Hải Khanh đã đi rồi, thế là những dòng bút tử trở thành vô dụng. Đôi vía mi bút tử kia là vô dụng, những đôi vía ta nó có việc xài. Đưa bút tử cho ta. Mi là ai mà giật bút tử trên tay ta? Mạc Hùng, ta đến trả thù cho em ruột ta là Mạc Lương và cướp võ trường này. Không đạn. Mạc Lương, ném một độc vào mắt nó. À, Lũ Bi, Lũ Bi đã ám hại ta. Phải, ném xác nó xuống sông Đà cho nó chết trôi theo dòng nước ấy. Anh Thiệu Hoành, anh hãy mau cấm thuyền vớt một người đang bị thả trôi, mau đi anh. Em Thiệu Hoành ơi, ông này là ông Hải Bằng, bị người ta ám hại nên mù đôi mắt. Trời, Hải Bằng đã mù đôi mắt, một anh hùng dân tộc so cơ. Anh hãy mau đưa người đi tìm thầy chữa trị cho em. Khoan, Thiều Huynh. Kìa, Mạc Hùng. Đứng lại, tại sao nàng toán cứu mạng kẻ thù nghịch của ta bị thả trôi trên dòng.
lại ám hại người ta cho mù mắt thám thương. Nó chính là Hải Bằng, một dũng sĩ chống quân Nguyên. À, thì là một anh hùng của tổ quốc Việt Nam. Vậy tôi xin ông hãy dừng gươm quán hận. Không, kẻ tù của ta phải chết dưới dòng sâu. Thiều Quanh, nàng hãy giang ra. Không, ông nên giết Thiều Quanh để kết liễu đời cô gái nghèo chài lưới. Chớ đừng dũng gươm sát hại kẻ. Trên mặt nước không bến bờ và chẳng có tương lai. Vậy ông hãy giết tôi đi cho tôi sớm được ta lìa trần gian, ngỡ hàng vất vả cô đơn quanh năm chớ nặng giữa khoang thuyền nghèo. Nếu nàng cơ hàng cô độc, nàng bằng lòng theo ta thì nàng sẽ được giàu sang, nàng chịu không? Chiều theo ngài hầu hạ, nếu ngài đừng cố tâm sát ký hại Hải Bằng. Không sát hại Hải Bằng. Phải, vì người ấy đã mù đôi mắt, trọn cả cuộc đời thành tàn tật tám thương. Ánh sáng trần gian chỉ còn là đêm dài vô tận, bao trùm lên kiếp sống một hùng anh. Nếu ông biết nói yêu tôi thì tâm tư ông cũng còn ít nhiều tình cảm. Vậy ông đừng đuổi theo để mà sát ký hại kẻ xa cơ. Kể từ đây tấm thân tôi sẽ giao cho ông được trọn quyền điều khiển. Nếu được ông rủ chúc quy lòng nhân mà dung ý ta cho một kẻ tật nguyền. Được rồi, ta bằng lòng tha cho Hải Bằng để đánh đổi một dung nhan kiều mỹ. Hải Khanh, hãy nhớ giữ tờ bút tử của Hải Bằng để làm bằng cớ và hãy tìm vu sai với cô gái đẹp Hà Như. Ta đi đây. Hải Khanh ơi, hãy đến đây với em. Để làm gì hỡi Hà Như? Để nhìn mây chiều bạc lăng, cùng ngồi trên thảm cỏ xanh. Còn Hải Khanh có thích như em không? Em Hà Như còn phải hỏi, khi suốt ngày đêm anh quanh quẩn ở thờ phòng bên chồng kinh sử bút nghiêng, quyết kiếm đầu khoa để hai ta trở nên vợ chồng, cho bỏ khi thương thầm nhớ trộm riêng lòng xây ước khi mộng. Nghĩa là lúc anh mới đến Thăng Long sau cơn mưa chiều, vì thương trang tương tu anh tài nên phụ thân hứa ngày hôn lễ, còn em quyết giả đợi chờ ngày anh thành công rạng rỡ. Để hai ta cùng nhau dày duyên dài lâu, mà ngày ấy chẳng xa, chỉ còn có mấy mùa đông. Thôi Hải Khanh, hãy cùng em vào trong uống rượu. Đi, ta cùng đi. Kìa, Hải Khanh đang đi bên gái đẹp, người không còn nhớ đến Kiều Phương. Chỉ vì ai mà thành một ca kỳ đê hèn, nương kiếp sống trong trà đình tử đêm. Hà Như ơi, đây là đâu? Đây là Thiên Thai, đây là Vũ Sơn, là Nguyệt Điện, hay đây là đâu? Đây là nơi mà con tim của kẻ đứng ngoài cổng rào khóa chặt, đang chọn giờ tan vỡ và chọn chỗ để chia. Khép tâm tình vào đôi mi đẫm ướt, lời nghẹn ngào thê lương trong tiếng khóc. Giữ chung tình ta
phận má đào cam lỡ bước trần tiền. Anh Thiệu Hoành, sao anh cũng đến nơi đây? Em đến với cậu Hải Bằng để trị tội kẻ bạc tình phản bội. Hải Khanh chàng ơi, chừng ấy em sẽ là quận chúa và xem cuộc đời như cát bụi bám hài quá. Phải, còn tất cả là hoa hèn trong cỏ dại đang trải đường thơm cho họ bước qua cầu. Cũng như tên Kiều Phương của mộng ước ban đầu, đã từ bỏ trường xưa bến cũ để chạy theo người mà nó yêu thương. Nó vì ai mà thức khuya dậy sớm làm nghề ca kỹ đôi ly bút nghiêng, để rồi cuối cùng mà nó vẫn bị gạt ra ngoài vòng tình cảm. Hỏi anh đến làm gì nơi đây, hay muốn ăn mài tiền bạc của kẻ này? Trời, em nỡ nào tiếp anh bằng lời lẽ của kẻ vô tâm. Chương này tôn nghiêm cao sang của người quan tước quyền quý. Tôi muốn anh lên đường tìm đi nơi khác để mà xin ăn. Trời, Hải Khanh, tao buộc mày phải rời bỏ nơi đây lập tức. Tên ăn mày vô lễ, gia đình đâu? Dạ. Hãy trói nó cho ta. Không, tôi không muốn bị gia đình bắt trói, mà tôi muốn cho trái tim tôi đón lấy lưỡi thép vô tâm của một đứa em mội nghĩa vong tình. Để giết chết đi một kẻ tật nguyền, chắc hết mau trong thân truyền vào tim nó những gì của thâm tình cốt nhục để huynh.
rồi máu ấy sẽ biến đổi lại bộ óc lương tri mà nó đã dai mượn của loài thú cầm, nên nó mới hành động vô lương hơn loài cầm thú. Người kia nghĩa nói những gì mà tôi không hiểu? Hiểu làm gì chứ, lý luận vô vơ của một kẻ gần như loạn trí cuồng tâm. À, có phải vì đôi mắt tôi điên mà tâm hồn không còn bình tĩnh? Không nhờ đôi mắt chẳng nhìn thấy bát vàng nhung dâm, nên tôi mới không bị mọi xa hoa phù phiếm làm cho vấn đục tâm hồn. Không bội nghĩa dòng ân, không quên cội quên nguồn, quên một thở sớm rào chiều, ốc bắt đốm làm đèn, lấy rôm làm chiếu. Khổ cực gian lao hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ vẫn quấn quýt bên nhau, rồi giờ đây kẻ thì chân bám bụi đường, còn người lại sống sang vào nơi cửa rộng lầu cao. Mày muốn ác chỉ ai mà lời lẽ như chất chứa rất nhiều tâm sự. Tâm sự? Tâm sự của những kẻ mù chứ tâm sự gì? Phải, tâm sự của những thằng mù luôn luôn mờ ám không căn nguyên, và cũng chẳng có buồn đau vì nó sống dai mượn tình thương của thiên hạ, không cần gì giả trai thật tâm, và nếu có chăng thì nó chỉ có một chút đau lòng khi phải gặp lại những người thân mến cũ trong một cuộc tiễn đưa. Khi trăng chìm xuống dòng sông lạnh, tiếng trống trường thành đổ biệt ly, rượu nồng thấm lễ chia ly, kẻ trên bến cũ người đi không về. Thôi, xin hãy huynh chớ nói gì thêm với kẻ quá vong ân bội nghĩa. Kìa Kiều Phương, lại có nàng. Có nàng túc trực bên lưng của thằng anh bất chánh. Hải Khanh, bây giờ mày muốn dở giọng gì nữa đây? Tôi nói người ta và sư phụ đã bàn riêng, và họ cũng đã yêu nhau tha thiết. Hải Khanh, anh muốn nói ai đã yêu ai? Tôi nói Hải Bằng và Kiều Phương đã yêu nhau. Đây, hãy xem bút tử. Trời, bút tử của phụ thân tôi, những dòng chữ thiết tha triều mới. Những dòng chữ ấy không tạo một nhân duyên, nhưng dưới khi phát thiên liên, người đã dựng được một người anh đang kinh. Một người anh đang kinh, hay là một nhân tình được tác hợp tơ điên, để cho tôi sầu hẳn đảo điên, niềm trắc ẩn xéo dày cơ thể. Hải Khanh! Thôi, các người hãy bình yên trong đời sống đẹp, để cho tôi được bước chân ra khỏi bờ yêu đương hạnh phúc của hai. Hãy coi tôi là một thằng điên quên hết đạo ở đời, vì tình cảm đã bị chôn vùi trong đây hố bởi bàn tay thâm độc của người anh. Và cả niềm yêu tha thiết đầu tiên tôi cũng bị người ta đem bán rẻ. Phải, vì tôi chỉ là một thằng em non trẻ đã buộc sai một đường thơ vào tâm địa phán loạn. Trời, tôi vì ai mà trở thành ca kỳ, tôi vì ai mà vất vả ở tha phương. Hải Khanh, em hãy nhìn vào thân xác của anh mà tìm hiểu những gì là sự thật. Tôi đã hiểu tấm thân anh tàn phế, nhưng tâm tư thì toàn vẹn ân tình. Chỉ có tôi mới đúc đau thương
vào đáy ngực bất bình. Niềm tha thiết đổi thành là thù hận, óc dại khờ mang nặng nỗi hờn căm. Cho nên tôi phải tự tìm lấy một lối đi trên xác chết đi của những thâm tình ngày xa xưa cũ. Gặp nhau đây giữa chợ chia tay rẽ lối thì đừng nhắc chi tình nghĩa thơ ban đầu. Hải Khanh, em đừng nón giải mà lầm mưu kẻ nghịch. Tôi đã đủ trí khôn mà đừng nói thêm một lời nào nữa cả. Anh đi đi. Bây giờ ta buộc mày phải rời khỏi nơi đây và trở lại với Kiều Phương Chung Thủy. Trở lại với Kiều Phương? Một cô gái đã mất hết lòng trinh trắng với Hải Bằng. Trời ơi! Hải Khanh, tao sẽ giết mày. Quan, đừng xúc phạm đến công tử Hải Khanh. Mi là ai? Mạc Hùng. Mạc Hùng phải, chính kẻ đã làm cho mày mù mắt rơi gương. Ở trên bờ Đà Giang thuở nọ, trong một ngày chưa xa, mày còn nhớ hay không? Và hôm nay trời xui cho ta lại gặp, để thăm thù đôi bên được thanh toán cho xong. Xin anh hãy nhớ đôi mắt mù không thấy được xung quanh, thì chớ có lớn lời thách thức mà hại thân. Hãy câm ngay lời điêu hoa khốn nạn của một thằng vô tâm không còn chút lương năng. Ôi kìa, đừng sĩ giả kẻ thức thời đã thấy được lối đi, và nó đang lập cuộc đời trên nhúng lụa vàng son. Mà chính ta là kẻ dẫn đường để cho hắn lập thân. Chính Mạc Hùng đây đã trao cho tôi những dòng bút tự, kẻ đã cho tôi hiểu rành chuyện anh âu yếm cùng với Kiều Phương. Hải Khanh thế ra mi đã theo kẻ gian phản loạn, mất hết lương tâm và vùi chôn xương mạng, không còn nghĩa anh em và toàn quý hoài gian sang. Hải Khanh, giết nó cho ta. Hải Bằng, tim mi hãy đón lưỡi gươm của ta. Anh Hải Khanh! Kiều Phương, đừng nắm lưỡi gươm của ta. Hải Bằng, hãy đi đi. Cô tay em giữ chặt lưỡi gươm tên Phan Bùi. Đây, mau, Kiều Phương. Thôi, chính biệt. Kiều Phương. Kiều Vương ơi, nàng hát hay quá. Nàng sẽ thay thế Thiều Quân đi làm vợ ta suốt kiếp. Rót rượu nó đi Kiều Vương em ơi. Kìa, Mạc tướng quân đã quá sai, để em kêu phu nhân đưa tướng quân về an nghỉ. Đừng kêu, cũng đừng gọi Thiều Quân, vì ta chỉ thích cô nàng. Rót rượu đi. Mệt quá rồi. Hắn đã sai để rơi mật thơ của tên phản gian Trần Ích Tắc gửi cho bọn Mạc Hùng. Ta sẽ gửi lại Hải Bằng, còn ta vĩnh biệt. Kiều Phương ơi, hãy đưa tôi ra khỏi quan Tây Hồ, để cho nàng và Thiều Quanh khỏi lây tai qua. Không, Hải Bằng đừng gọi Kiều Phương, vì Kiều Phương không bao giờ muốn gặp. Rượu, ta hãy say, say cho tê tái con tim. Đừng chuyển dậy một thơ tình lạ hương. Xin vĩnh biệt. Kiều Phương, chị định đi đâu mà lại uống nhiều cống rượu? Phải, trước lúc ra đi em cuốn thật nhiều cốc rượu.
để đuổi xua một ý nghĩ ngông cuồng. Nghĩa là chị muốn nói? Nghĩa là em muốn nói em sợ lắm khi tâm tình đang tìm lối rẽ để đưa em vào ngõ tối của đau thương. Như một cánh buồm đang ngược dòng trường giang, em nghĩ ngợi hoang mang, nghe giữa tim sầu chưa tan, sợ vương lên mầm bước kia điên cuồng, với cái tên chị thờ kính trọn lòng, chỉ sợ trái tim yếu mềm sẽ để một tơ tình lại vương mang. Đây, một mật thơ của Mạc Hùng, một bằng cớ để kết tội kẻ phản gian mà anh Hải Bằng đang cần thiết. Em xin gửi lại Hải huynh và em xin từ biệt Quang. Nếu người ra đi quyết chạy trốn một tình yêu vừa chốn nở, thì kẻ ở lại cũng thấy lòng hoang mang kinh sợ muối tơ tình. Một tình yêu đã từ lâu nhen nhúm tự hình, trong tâm cảm của một nàng ca kỹ đang thờ chồng. Dầu không chúc tình yêu, Kiều Phương ơi chẳng hiểu tại sao phận bạc má hồng đã lắm truân chuyên. Chán trường ông bướm mà tạo công suối chi gặp gỡ, để cho mộng ước thổ quyền dương dân con tiên. Chỉ vì muốn cứu sống Hải Bằng mà chỉ thành vợ một tên thù nghịch, để rồi giờ đây chỉ không có quyền thô lỗ một tình. Kiều Phương ơi, ai hiểu được ân tình nhân trai của những người nhi nữ như ta. Có nhiều khi tôi muốn gào la giữa đêm trường tĩnh mịch, để cho vô trời nghe được nhịp tim tôi. Nhưng mặc chị ơi, ràng buộc của luân thường đạo lý không cho phép mình thổ lộ nỗi niềm riêng. Vì thế cho nên tôi cũng muốn để giữ tròn tiết hạnh với một kẻ không yêu mà tôi đã trút gửi thân và gọi họ là chồng. Dầu sao ta cũng phải bảo toàn hai chữ trung trinh. Thôi, chỉ ở lại để cho em từ biệt. Đi đâu? Kìa, Hải Khanh. Kiều Phương, nàng đã giấu Hải Bằng ở đâu? Hãy chỉ cho ta lập tức. Anh kiếm để làm gì? Để hỏi nó tại sao thêm một lần nữa nó phá hoại hạnh phúc mới của ta. Đây, bức thơ của Hải Bằng gửi cho Mai Hà Như để nói xấu ta và bảo Hà Như xua đuổi ta ra khỏi gia đình họ Mai. Nàng hãy đọc. À, thế ra bây giờ anh đã bị Hà Như xua đuổi. Vì thế nên ta với Hải Bằng đã đoạn lìa tình thủ tốt. Có lẽ Hải huynh muốn kêu Hải Khanh ra khỏi bàn tay gian ác nên mới có thơ này. Lão! Lão! Hãy chỉ Hải Bằng đâu? Hải Bằng đây! Nó đâu? Hiểu huynh! Nó trốn gốc này! Đâu? Nó nhào qua gốc khác! Đâu? Đâu? Rồi nó mới chui xuống đất, rồi nó lại bay lên trời! À kìa! Kiều Phương! Kiều Phương đã dẫn Hải Bằng chạy trốn! Kiều Phương! Hải Bằng! Khoan! Chân kiều reo thất lòng. Tại sao? Vì nàng chạy dông. Mày dám gạt tao? Đâu có. Tao thưởng mày một dao. Ê ông đừng đâm bậy nghe nó đau. Vì sách rằng thịt kỵ dưới dao. Rơn vào là đổ mau. Rồi té xỉu chết liền. Thôi đi. Lũ bay đồ nói láo.
dám che giấu kẻ giang hùng. Kẻ giang hùng đâu phải là Hải Huynh mà chính là hao sắc Hải Khanh, là cái thằng bất lương vô đạo, là cái thằng tàn nhẫn dưới anh. Mi là kẻ côn đồ, đừng trách ta tàn nhẫn sát nhân Thiệu Huynh. Khoan, tại sao lại hiếp Thiệu Huynh? Hà Như, nàng nỡ đuổi xua ta? Phải, vì đã có ta. Mà không, ta đến với Hà Như để bảo anh hãy tìm đi đâu Hải Băng, để tìm lại được Hà Như Kiều Diễm. Lấy đầu Hải Băng để tìm lại được Hà Như Kiều Diễm. Lấy đầu Hải Băng, lấy đầu Hải Băng. Vâng, tôi sẽ lấy đầu Hải Băng, vì tôi đang thù nó. Tôi đi đây. Quả là thằng điên. Thôi ta tìm thì quanh giết luôn cả bọn. Được rồi, nàng đi với ta. Không dầu gối chăng không mặn nồng hương lửa, tướng quân cũng không nỡ xuống tay mà giết vợ cho đàn. Vì nó là em tôi, thì Dượng cũng là em rể của Thiệu Huynh. Sách cô con của sông động bát bức mây động rừng, xin Dượng nó đừng ăn hiếp em tôi. Thằng này hiền lắm mà Dượng ơi, nhưng ai mà rơ tới nó quơ cây mần liền. Nếu mà Dượng nó không tin thì cứ bước tới coi rêm mình hay không. Thôi mà anh Thiệu Huynh, anh vợ của tôi mà, anh biết điều, anh vào trong để cho tôi làm việc. Đi kiếm. Ê, đâu được mày. Tao phải có ở lại đây để ăn thua đủ với cái thằng du côn chuyên môn ăn hiếp vợ nè. Tao thách đó, thằng nào có ngon thì cứ bước xích lại gần đây. Ở một bước, hai bước, ba bước. Ủa, bé ra Dượng đây là em rể cỡ hạng ông. Tân thằng anh vợ Thiệu Huynh vô trong xác vách đặng tin mần hai sao. Ở đời mà Dượng nó cầm dao thì đừng có ăn hiếp cái thằng nào tay chân. Nếu mà Dượng nó quăng gươm chưa chắc giật lộn mà ăn cái thằng này. Bây giờ mà tính thách tao hả Thiệu Huynh? Thôi, hãy bỏ tên khùng ấy đi, tài theo dõi Hải Khanh và tìm cho ra tông tích Hải Bằng để trừ tận gốc. Thôi, đã đi. Kiều Phương, Kiều Phương ơi, anh đã sáng mắt rồi. Kìa, Hải Huynh đã sáng mắt. Sáng mắt để thấy thanh gươm và trách nhiệm, và để thấy... Sao Hải Huynh lại buồn? Buồn vì thấy thiếu một đứa em, và buồn vì anh thấy Kiều Phương vì anh mà gian khổ. Anh Hải Bằng đừng băn khoăn lo nghĩ, anh đã bình phục rồi, em xin phép ra đi. Không, Kiều Phương đừng nói ra đi. Nhưng em phải đi để không còn thấy nhau hình bóng trong những đêm gió lạnh thổi qua. Để tay ta đừng nghe cho trí ta đừng nghĩ ngợi quang đường, tìm an ủi trong mối tình quyền hoặc mà luân thường, không cho phép ta yêu. Hải Huynh ơi, em đã làm xong sứ mạng và anh cũng đã lành bệnh như xưa, vậy anh hãy để cho em đi, cho ta giữ tròn trung tín và đạo lý. Thì hãy dùng nghị lực để bảo toàn đạo lý, chứ em đi để tìm thêm đau khổ nữa hay sao? Hà tìm khổ.
dạ, còn hơn là ở lại nơi đây để triền miên nuốt thê lương nghi vào đáy ngực nghẹn ngào. Rồi em một ngày kia em sẽ làm cho quen bận má đào, vì ly triêu mềm sẽ bị lấp vùi trong cảm lụy, mà chính hai ta là hai kẻ tội nhân. Nước mưa dù đục dù trong cũng không tinh khiết giữa dòng sông sâu, dở dang dưới mối duyên đầu, khổ đau em chịu đoạn cầu yêu thương. Hải huynh cho em gửi lại tâm thơ, xin dịn biệt Kiều Phương. Hải Bằng kìa, em Hải Khanh, ta muốn chấm dứt trò đoạn luân vừa mới diễn bằng thủ cấp của Hải Bằng. Trời, Hải Khanh, em có điên chăng? Ta chỉ muốn lấy đầu Hải Bằng. Lấy đầu ta? À, Hải Bằng, mi sợ ta mi chạy trốn à? Phải, ta không can đảm để đôi mắt ta mù lại, nên ta mới dối vàng chạy trốn một đứa em si loạn điên. Sức xô ngã dạng cây rừng, nhưng ta sợ máu nóng, ta căng đường gần rung chuyển mà phủ bỏ tâm tình cốt nhục để huynh. Ta thương đôi mắt ta tiếc từng giọt máu của mẹ cha, ta nhớ từng lời, ta ghi từng tiếng nói của từ thân khi hấp hối ly trần. Hải Khanh, mi chưa giết Hải Bằng thì mi phải chết. À, má không, trời ơi, mi giết ta. Má không. Trời, Hải Bằng, mày giết tao. Má Hùng đã chết, Hải Khanh đã bị thương. Hải Khanh, em hãy đọc bằng cớ này do Kiều Phương tìm được trên tay của bọn phản quốc. Trời, em có ngờ đâu. Đến lúc em ngờ thì Kiều Phương đã vĩnh biệt ra đi. Đây, em hãy nghe nàng nói trong bức thơ tâm quyết. Em đi để tranh cơn bạo loạn nổi trong tim, để giữ trọn trung trinh và tiết hành. Trời, Kiều Phương đã đi, Hải huynh em xin chịu tội. Cửa thiền được trong sạch thanh cao. Mô Phật,
con muốn trở về trần thế, có phải vậy không con? Bạch sư phụ, tại con đẫm máu chúng sanh, tức là lòng con chưa thanh tịnh, nên con quyết tâm rồi Phật tử. Mô Phật thế cũng tốt, xin lại tạ ơn và giả từ sư phụ. Mô Phật, con ơi, nếu con bỏ thầy mà đi thì áo cà sa kia con hay gửi lại cho thầy, rồi trên đường đời xuôi ngược, khi nào con cảm thấy bả công danh mùi phú quý đã làm chán nản lòng con, thì cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, và thầy sẽ đứng sẵn trước cổng tam quan để đón chờ đệ tử. Tôi là Thái Phượng Liên dập đầu tạ ơn cứu tử. Cô nương đừng bận tâm tới điều thân nghĩa, vì tôi mà ân nhân phải mang tội sát sanh kiên duyên Phật lỡ làng, nỡ trần thêm nắng ganh. Tôi sẽ đưa cô nương về thay gia trang, kẻo thân gây được xa e bất tiện. Còn ân nghĩa, xin cô nương chớ nắng lòng. Xin cảm tạ ân nhân. Tịnh dân tự, tịnh dân tự, cửa chùa đã khép kín rồi, mình ta trở lại đường đời từ đây. Anh tâm tình thâu canh kia muôn đó anh đào nghiện canh trong nhà, nhìn dòng đời lòng như giá băng, đông đã qua chẳng hay có mùa xuân, bền lòng cùng rừng sâu núi cao, núi chi trời đắp xây ngày mai. Kìa, Tô Điền Sơn, sao hôm nay anh về trễ để cho em đứng đợi ngồi trong? Cây củi ở gần đã hết, nên anh đi đốn thật xa. Lúc nắng chiều đã tắt hẳn, mà anh chưa ra khỏi rừng già. Thấy anh vất vả mà em không lòng nào vui được. Em đừng buồn, anh đông canh củi này tới nhà em là canh củi chốt. Anh nói vậy nghĩa là sao? Ngày mai sẽ ra đi lên kinh kỳ. Anh lên kinh kỳ đi làm gì? Để dự cuộc chọn nhân tài của thanh vua. Không, anh đừng đi. Em muốn Tô Điền Sơn là người của Lạc Mai Thôn mãi mãi. Thầy Phượng Liên, em muốn tranh mãi mãi làm tên tiều phu nghèo, ôm ấp tung hình Thầy Phượng Liên, để rồi chết mòn như loài cỏ dại. Không phải em muốn vậy đâu, nhưng đường lên kinh kỳ xa xôi quá. Anh phải lập thân, anh phải tạo vinh quang, để riêng lòng anh không tối thẹn với tình em, và em cũng không có thẹn mặt với bạn bè làng nước. Đây là thanh bảo kim của dòng họ Tô Điền, anh muốn cho em giữ và coi nó như là một vật lưu tình trong những ngày mình xa cách. Thưa dân, và chiếc áo này em mới vừa may xong, mong nó giúp anh đỡ lạnh lẽo trên dặm dài sương gió. Cảm ơn em. Còn chiếc áo anh đang mặc cũng đã rách quá nhiều, để em giá lại lành cho anh thay đổi. Em quá nặng lòng lo lắng cho anh. Mảnh vải nhỏ em giá lành thân áo, tình Phượng Liên theo đường chỉ kết hai lòng trong chiếc áo tơ tình, áo tuy rách nhưng tình ta không rách. Và để trong những đêm khuya,
anh mơ màng bóng hình Phương Liên trong vuông dài này đây. Đêm dài em kề cận anh tha thiết mong anh được yên lòng đền bù nỗi lạnh lùng trong những ngày mình xa nhau. Lòng lo lắng của em chưa đựng cả một tâm tình qua chiếc áo cơ hàng. Trăng soi dần dắt ngả bóng nàng vào bóng anh. Anh quyết tạo vinh quang cho bóng nàng mãi ở bên anh. Giỏi cho Thái Phượng Liên và thằng Tô Điền Sơn dám cả gan lén cùng nhau tình tử sau giường. Em không còn kể gì gia phong lễ giáo, còn thằng phiêu phu mạo xịt này cũng chẳng biết cần. Rồi mày đừng tách tay ông. Dạ tâm sự bởi em chứ không phải tại Điền Sương. Anh ơi xin anh đừng quá nặng lời với kẻ vô can. Không phải do Phượng Liên mà bởi tôi quá đèo bồng. Anh cứ hết lời mà sát tôi cho thỏa lòng. Mạt sát mày cho tôi hết lời cũng không đủ bù xóa vết nhơ của nhà tao. Thằng tiểu phú bẩn thỉu hãy tuốt gươm ra cho tao rửa nhục. Đừng, anh Thế Hữu Tùng. Tuốt gươm ra. Đừng, anh Tô Điền Sơn ơi. Em yên lòng, anh tự vệ thôi. Chết. Trời, anh đã giết chết anh Thế Hữu Tùng của em rồi. Thôi Phượng Liên, anh đã lỡ tay. Tô Điền Sơn ơi, em cũng biết đó là tay kiếm vô tình chứ đâu phải lòng anh cố ý. Nhưng bao thâm tình đã tuôn đổ thì tình yêu tránh sao khỏi cánh trái ngang. Hương xuân mang mắt ấp ủ tim yêu, lắng nhìn nhau buồn nhớ thêm nhiều. Nơi quê cũ cảm thương người chiếc bông. Ngọn gió xuân đã đưa đường con bướm mộng. Những quá tình yêu đành kép cánh chờ chưa nhụy rửa hương người ta. Lòng em ngồn cố tâm thù quán anh, nhưng lòng già nào em chẳng suốt đau. Dòng máu thái gia tuy chia làm hai giọt, nhưng lẽ sống nào có riêng ai. Hơi thở anh Hữu Tùng đã tắt liềm, thì tiếng nói của con tim em cũng nghe ngào lời ân. Hồi xuân còn đọng trên hoa lá, chưa thấy hè sang nắng đã tàn. Bóng dáng tình yêu vừa thấp thoáng, gió nào chở mộng thâm đi quang. Lòng em bồng dưng heo như lá vàng thu mộng. Giữa khi bóng xuân quang còn soi rạng rỡ cánh hoa đào, anh đã đem bàn tay phàm tục làm đổi gió thay mùa. Dẫu anh chỉ vô tình
những sự vô tình đó không đáng được thứ tha. Cuộc đời anh đang mịt mờ ảm đạm như chốn cùng cốc thâm sơn. Em là ánh trăng thanh đã soi thấu lòng dứt thầm tưởng muôn năm phải tâm tối lạnh lùng. Rưng rưng mắt lễ sầu ngăn cách từng bước phân kỳ giả xót đau. Lòng chưa thấm mà tình như đã muộn, gối chưa kề chăng mà mộng đã tan rồi. Nếu có nắng lòng gì dâu thì chắc phải đợi tới kiếp sau. Giờ bao nhiêu quán đã đầy, mấy nhiêu tình cũ kiếp này không ngơi. Gia biệt Tô Điềm Sơn, thầy Phượng Liên. Thank you.